Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khám phá Việt Nam của kênh VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Trong số phát sóng lần trước, chúng ta đã có cơ hội được khám phá những nét cổ kính của làng cổ Đường Lâm. Và trong chương trình này, xin mời quý vị hãy cùng theo chân Vân Lưu và nhà văn Hà Nguyên Huyến tiếp tục đến với làng cổ Đường Lâm khám phá thêm về những nét thú vị khác. Và hôm nay thì Vân Lưu đang có mặt tại đền thờ Phùng Hưng cùng với nhà văn Hà Nguyên Huyến. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo chân Vân Lưu và nhà văn tham quan đền thờ Phùng Hưng có gì sâu bên trong ạ. Đền thờ Phùng Hưng hay Bố Cái Đại Vương được lập ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, nhưng ngôi đền ở Đường Lâm có quy mô lớn nhất, kiến trúc độc đáo nhất, chứa đựng nhiều giá trị lịch sử văn hóa nhất. Đền vua Phùng Hưng nằm ở vị thế đắc địa, có án tựa, tay ngai trên gò đất cao giữa làng, xung quanh là làng xóm dân cư đông đúc, nhìn ra dòng sông Tích quanh năm êm đềm. Ngôi đền còn tồn tại hiện nay đã được trùng tu lớn vào thế kỷ 19 gồm các hạng mục nghi môn, tả hữu mạc, đại bái, hậu cung, xung quanh là vườn cây cổ thụ biểu thị cho sự trường tồn vĩnh cửu. Cổng đền có đôi cột trụ dáng cao vút, trên thắt cổ bồng, đường gờ, ô đèn lồng tạo dáng vẻ gần gũi với bản sắc văn hóa dân tộc. Trên có ghi câu đối ca ngợi công đức của Phùng Hưng, hai bên là tả hữu mạc. Qua một khoảng sân rộng, bước lên bậc tam cấp là vào tới đại bái của đền. Đây là tòa nhà năm gian, xây theo kiểu tường hồi bít đất. Trên lợp ngói mũi hài, vì nóc làm theo kiểu trồng giường giá chiêng, có 8 đầu dư được chạm trổ tinh xảo, bờm thẳng mập, dầu uốn bay về phía sau, đôi mắt tròn, sáng, mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 19. Qua một khoảng sân hẹp là tới hậu cung, đây là tòa kiến trúc gồm 3 gian, được xây kiểu đầu hồi, bít đốc tay ngai, ngoài làm cột trụ đèn lồng, thể hiện sự bền chắc, thâm niên, tôn kính. Đặc biệt trên đỉnh cột trụ đắp hình bầu rượu hứng nước trời để sự sống trường sinh bất tử. Nước, trời, đất thể hiện sự hòa hợp, cân bằng của tự nhiên, cho ta cảm giác thanh thản, tâm linh trong sáng. Phía trong hậu cung có đặt tượng thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, được tạo tác bằng đồng uy nghi. Trong đền thờ có tấm bia Phùng Tự Bi Ký ở đình Đoài Giáp được tạc vào năm Hồng Đức thứ tư, tức năm 1473, đã chép lại rất nhiều thông tin liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của vua Phùng Hưng. Người ta cãi nhau về cái là đình hay đền, như dân làng ở đây gọi là đình, các nơi khác đến gọi là đền, nhưng mà người làng Cao Lâm gọi là đình cũng đúng, là bởi vì họ lấy cũng ngô quyền và cũng Phùng Hưng làm thành hoàng làng, họ họp dân ở đây và như thế thì gọi là đình. Nhưng ở đây còn một cái chuyện đặc biệt nữa, ở đây có câu cũng là chẳng ngon thì cũng là nước giếng nghèo, chẳng trong thì cũng nước giếng nghèo, chẳng ngon thì cũng là nước chè Cam Lâm. Ở đây có một cái giếng ở dưới kia. À, sau khi dè khởi nghĩa Hai Bà Trưng thì đàn hạ khởi nghĩa lấp cái giếng đó, họ xem là giúp cái địa vị rất linh thiêng của cái vùng đất này. Nhưng 200 năm qua thì lại có ngô quyền, một vùng đất mỏ có hai vị vua thì sự độc đáo ấy có một không hai ở đất nước này. Vậy thì chú có thể đưa con vào xem, mời cháu vào trong nhà. Ừ, đi ra đi cháu, ra đi quay. Cách
đền thờ Phùng Hưng tầm 200m là đền thờ và lăng mộ vua Ngô Quyền. Đền và lăng Ngô Quyền được xây dựng trên một đồi đất cao có tên là đồi Cấm, mặt hướng về phía đông. Đền thờ được xây ở phía trên, cách lăng khoảng 100m. Phía trước lăng là một cánh đồng rộng nằm giữa hai sườn đồi, một nguồn nước gọi là Vũng Hùm chảy ra sông Tích. Bên cạnh đó là đồi Hổ Gầm, từng truyền xưa là nơi thuở nhỏ Ngô Quyền thường cùng bạn chăn trâu cắt cỏ và tập luyện võ nghệ. Đây có lẽ là vị trí đẹp nhất của ấp Đường Lâm xưa. Đền được xây bằng gạch, lợp ngói mũi hài, có tường bao quanh. Đại bái đền thờ là một nếp nhà năm gian, bộ khung bằng gỗ, được thể hiện chủ yếu thiên về sự bền chắc, tôn nghiêm. Dàn giữa có treo bức hoành phi đề bốn chữ Hán, tiền vương bất vong, tức vua Ngô Quyền sống mãi. Cái ngôi đền này là được xây dựng đến nay đã là 1073 năm, kể từ năm 944 thì ngài mất. Sau đó thì gia đình cùng với nhân dân là lập miếu đền thờ ngay tại đây. Sau cái thất bại của Thục Phấn, An Dương Vương, thì đất nước chúng ta rơi vào hàng ngàn năm bát thục. Và trong hàng ngàn năm bát thục đó thì có rất nhiều cuộc khởi nghĩa để khẳng định cái quyền độc lập của đất nước Việt Nam. Nhưng trong đó, cái trận đánh của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm 938 là một cái trận đánh mà mang cái tầm vóc lớn nhất, và từ đó nó mở ra một cái trang mới cho lịch sử Việt Nam, đó là thoát khỏi cái ách bát thục và dựng nên cái một cái đất nước Việt Nam mãi cho đến ngày nay. Gắn liền với đền thờ phía dưới chân núi là lăng mộ vua Ngô Quyền, được xây dựng năm Tự Đức thứ 27, tức năm 1874, và trùng tu năm Minh Mạng thứ 2, tức năm 1821. Lăng được xây kiểu nhà bia có mái che cao khoảng 1,5 m, giữa lăng là ngai, trong có bia đá ghi 4 chữ Hán, Tiền Ngô Vương Lăng, tức lăng mộ vua Ngô Quyền. Đặc biệt, trong quần thể đền và lăng Ngô Quyền còn có 18 cây dưới cổ, tương truyền là nơi Ngô Quyền buộc voi ngựa, nơi đây được công nhận là cây di sản cấp quốc gia. Hàng năm cứ đến ngày 14 tháng 8 âm lịch, ngày giỗ vua Ngô Quyền, nhân dân trong vùng để tưởng nhớ công ơn của ông, vị vua đã mở nước xưng vương, kết thúc hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở đầu một thời đại mới độc lập, tự chủ cho lịch sử dân tộc. Trước đây gọi là miếu, thế từ đó cho đến bây giờ gọi là đền. Đến năm 2001 vừa rồi, nhà nước ta tiếp tục trùng tu lần thứ hai, hạ giải xuống chỉ còn có đất, đến khi dựng lại nguyên vẹn như bây giờ, hoàn toàn không thay đổi về kích thước mẫu mã cả, những cái hoa văn họa tiết vẫn để nguyên vẹn. Những cái nhân vật lịch sử của Việt Nam, ví dụ như Hai Bà Trưng, như Ngô Quyền, như Lê Lợi, như Quang Trung, thì thầy rất là ấn tượng, bởi vì họ đã có những cái chiến công vang dội để làm cho cái đất nước Việt Nam này nó trường tồn, đánh bại cái ý chí xâm lăng của nhiều nước trên thế giới. Lăng mộ Ngô Quyền. Đây chỗ này đây.
chú cái lăng mộ này là người ta người ta tạo bên này là tạo lòng cổ dòng thông tích, bên này là gọi cổ đằng sau dựa vào, rất là dựa vào một cái thế đất rất là vững vàng. Nhưng mà bao nhiêu năm nay dân làng Cam Lâm thì cứ tin rằng là cái phần xương cốt của ngài đã được quy tụ về đây, quê hương bản quan của ngài. Nhưng các bậc đế vương mà được mất thì không biết nói thế nào. Cũng cách rất là xa đúng không ạ? Xa xa đây là dạng rùi voi. Cái dạng rùi voi là tục truyền cũng ngô quyền về bố quan. Thế nhưng mà ở dân ở đây thì đằng trong dạng rùi gọi là đồng ngô, đằng ngoài dạng núi thì là gọi đồng bồ. Đồng ngô thì không được đền mộ, đồng bồ thì đền mộ. Thế và tất cả những cái danh thắng vùng này, từng cái tên tuổi như là Xà Mâu rồi thì bây giờ đồ gậy mũi dao cũng là gươm đều gắn lên với vùng đất Thượng Võ rồi Thượng Đức. Thế nhưng mà nơi vọng niệm thôi. Rồi sau thì là có đào được những cái cọc của dưới bến Bạch Đằng đem về trên này. Ở trong Ngô Quyền này thì có những cái cọc Bạch Đằng. Thế và có tượng của cụ Ngô Quyền. Cái tượng này là do đình ở dưới Hải Phòng đặc viên người ta đem lên, cho nên là ở trong hậu cung đây thì đẹp. Con rất là cảm ơn những chia sẻ rất bổ ích của chú và con chúc chú sẽ có một sức khỏe tốt và tương lai sẽ truyền lại những kiến thức kinh nghiệm này cho nhiều thế hệ bạn trẻ hơn nữa. Chè Lam, nghe tên gọi nhiều người lầm hiểu đó là một món chè, nhưng kỳ thực lại là món bánh. Nếu ngày xưa, chè Lam chỉ được làm vào dịp Tết như một món ăn chơi dân dã mà thanh tao, thì nay nó được làm và bán quanh năm. Về làng cổ Đường Lâm vào bất kỳ mùa nào trong năm, ghé thăm những gia đình còn duy trì các nghề truyền thống làm chè Lam, không khó để bắt gặp mùi hương thơm nức của gạo nếp mới, gừng, mạch nha, đậu phộng rang. Bên những bếp lửa đỏ than, những mẻ chè Lam thoăn thoắt ra lò qua đôi bàn tay dẻo dai, khéo léo nhưng đầy lực của các mẹ, các chị, các anh. Chè Lam mỗi nơi có những công thức khác nhau, nhưng nguyên liệu hầu như ở đâu cũng vậy. Đó là đường mật, mạch nha, gừng tươi, bột gạo nếp rang, lạc rang. Những nguyên liệu đơn giản, gắn bó với cuộc sống nông nghiệp thuần túy ấy nhưng khi kết hợp với nhau, lại tạo nên một thức quà quê ăn vào sẽ nhớ mãi, bởi nó chứa đựng ở trong đó biết bao nhiêu tinh túy. Cái hồn quê nhờ vậy mà càng day dứt trong lòng những người con xa xứ. Từ ngày xưa bà còn bé, thế thì làm chè Lam này như thế là cũng không hiện tại như bây giờ. Coi như phải cho lúa nếp vào rang. Rang xong đoạn thì là sàng vào chấu đi, xong cái phải tra vào giã. Đoạn lấy cái dây thì dây. Rồi nó thành bột xong bây giờ gửi thành chè Lam. Ngày xưa thì hiếm, khổ đói thì chỉ nấu vào những cái dịp lễ Tết 1-2 cân để mà ngày Tết là gọi những bạn bè để biếu xén. Thì cũng có lúc thì phải để lên bàn thờ thắp hương, gọi hoa quả thì ấy thì mình có một đĩa chè thắp hương để cúng ông bà cha mẹ tổ tiên. Chè Lam sẽ chỉ ngon nhất khi thưởng thức vào những ngày gió heo may. Gió bức ùa về bên những chén trà nóng thơm phức, cắn một miếng chè Lam, nhấp một ngụm trà, bạn có cảm giác như mọi tinh túy, cái hồn quê đều tan vào trong miệng. Trong không gian của những ngôi nhà 300-400 tuổi, vừa thưởng thức chè Lam, vừa nghe gia chủ kể về những câu chuyện từ thời khai hoang lập ấp, sẽ càng hiểu vì sao Đường Lâm dung dị và bình yên ấy lại níu chân du khách thập phương. Với những người con xa quê, lòng người lại càng ấm áp biết nhường nào.
Giữa guồng quay đô thị hóa, những ngôi nhà cổ ở Đường Lâm mang lại cảm giác thanh bình thư thái. Nhà cổ của nhà văn Hà Nguyên Huyến thu hút du khách tham quan bởi không gian xanh mát cây cối và khoảng sân xếp đầy tăm tắp các vại tương màu nâu trầm do nghề nấu tương bao đời cha ông để lại. Tổ chức không gian trên mặt bằng tổng thể ngôi nhà có sự giao thoa kiến trúc nhà cổ ở Đường Lâm với dạng kiến trúc vòm của Pháp. Cổng nhà được thiết kế dạng hai tầng, tầng trên có hai mái, bờ nóc có đắp hoa văn trang trí bằng chất liệu vôi vữa, tầng dưới cũng có dạng hai mái, lợp ngói để che cho lớp cánh cửa kiểu xoay. Đây là một hình thức cánh cửa khá phổ biến và đặc trưng ở Đường Lâm. Mọi đồ vật đều cổ xưa, rất hòa quyện với những bức hoành phi câu đối được trưng bày khắp nơi trong căn nhà. Ngôi nhà chính gồm 5 gian hai trái, thiết kế theo lối nội tự ngoại khách. Bộ vì kết cấu trên 4 hàng chân cột, cột nhà bằng gỗ có đường kính 30cm. Là người đam mê chữ Hán, Hà Nguyên Huyến trang trí nhà cửa bằng các câu đối có nét chữ đẹp mắt. Các vật dụng nhỏ như điếu bát, ấm chén sứ, đèn dầu trong nhà làm bật lên được tính cách tinh tế, hoài cổ của chủ nhân. Làng cổ Đường Lâm có tất cả hơn 900 ngôi nhà cổ được xây dựng từ những năm 1649. Các ngôi nhà ở đây đều được xây 5 gian hay 7 gian bằng các vật liệu truyền thống như gỗ xoan, tre nứa, gạch đất nung, ngói, đá ong, đất nện hay mùn cưa. Khuôn viên các ngôi nhà đều rộng rãi và phân thành nhiều khu như nhà chính, nhà ngang, sân, bếp, vườn, giếng nước, chuồng trại, cây rơm, cổng có mái tre. Ngôi nhà gần 400 năm của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng đã qua 12 đời sinh sống. Trải qua mưa nắng, thời gian, ngôi nhà vẫn giữ được nét đẹp cổ kính, cổng nhà được xây bằng đá ong. Và đến bây giờ thì làng cổ Đường Lâm thì người ta, những thế hệ sau này cũng rất trân trọng, rất là biết giữ gìn và phát huy những giá trị di tích của cha ông mình để lại. Ở trong ngôi nhà cổ thì những cái cuộc sống thường nhật của người dân thì vẫn tồn tại hàng ngày, có giá trị rất lớn gắn liền với lại di tích. Người dân đó thì đa số là những người nông dân, họ vẫn giữ được rất nhiều những phong tục tập quán, những nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng cổ truyền của dân tộc Việt Nam ấy. Ở đó thì là nó có sức hút rất là hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là các bạn du khách nước ngoài. Họ đã tìm hiểu đấy, họ cho đấy là một trong những giá trị văn hóa rất quý báu, cốt lõi để giữ gìn truyền thống, giữ gìn những tế bào của xã hội, đó là gia đình Việt Nam, đó là tinh thần đoàn kết, gắn bó với cộng đồng ở trong những cái khu vực nông thôn Việt Nam, đồng bằng Bắc Bộ như thế này. Ngôi nhà chính được kết cấu theo kiểu 5 gian hai trái, 3 gian nữa là nơi để thờ cúng tổ tiên, bên cạnh bài trí bộ trường kỷ dùng để tiếp khách, 2 gian bên cạnh dùng làm phòng để ngủ. Hệ thống cửa chính ngôi nhà được thiết kế để tháo ra vào dễ dàng, phòng khi nhà có việc lớn như cỗ tiệc, hiếu, hỉ, dỗ hay khao thọ. Nhờ hệ thống cửa chính và cửa sổ thoáng đãng, dù trời nắng nhưng trong nhà rất mát mẻ. Hệ thống vì kèo bằng gỗ được chạm trổ hoa văn rồng tinh xảo. Bên trong căn nhà bài trí nhiều đồ cổ có giá trị về mặt văn hóa như bình sứ, bát sứ, mâm đồng ba chân, bộ tràng kỳ, tủ chè cổ vẫn được gìn giữ như cách đây hàng trăm năm. Gian bếp của khu nhà treo những chiếc đó và nơm bắt cá. Đây là nét đặc trưng của khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Khoảng sân rộng rãi, lát gạch để vui chơi, gia chủ còn đặt một chiếc bàn gỗ lấy chỗ uống nước và những chiếc chum vải chứa nước mưa. Chú ơi, vừa rồi thì con được biết về cổng làng Mông Phụ rồi này và đình làng rồi. Con còn biết là ở đây có rất nhiều những ngôi nhà cổ nữa. Và ngôi nhà của chú là một trong những ngôi nhà đẹp nhất tại làng cổ Đường Lâm. Vậy thì chú có thể cho con vào tham quan nhà mình một chút được không ạ? Đây, mời cháu. Dạ. Đây là một trong những ngôi nhà cổ của Đường Lâm. Dạ. Thì mời cháu vào nhà. Dạ. Đây là nhà tôi. Dạ. Nhà mình rộng quá chú nhỉ? Ừ. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1846, đến nay là thế hệ thứ 13, con tôi ở đây rồi.
đây thì là ngôi nhà thì là có kiến trúc rất độc đáo, mà chỉ có cái cục đất này ở đây và duy nhất là có bốn ngôi nhà quây lên một cái sân. Rồi kiến trúc này là kiến trúc đóng chuồng. Mưa nắng có thể chạy xung quanh nhà không đến đầu, nhưng cháy cái nào mất cái đó. Đó là những đơn nguyên nhà độc lập. Và tường đường vào nhà ngõ rất hẹp. Thì tôi lớn lên thì tôi không biết, nhưng mẹ tôi nói rằng là ngõ nhà làm như thế để phòng trước chống trộm cướp giặc giã. Cho nên ở nhà ở Đường Lâm phần nhiều là có cổng mà không có cửa. Tối đến chỉ đóng cổng là được. Thế còn trong cái ngôi nhà này thì bốn cái nhà quây lên một cái sân. Thì nó là cái kiến trúc rất độc đáo mà không đâu có được. Thì, ngôi nhà thì là được xây dựng từ năm 1846. Đến nay là thế hệ thứ 13 con tôi ở đây. Thế cùng với ngôi nhà thì người làm tương cũng có cách đây lâu lắm rồi. Đây là những trung tương nhà mình đúng không chú? Nhưng mà vợ chồng của tôi thì làm được 42 năm cái nghề này. Thế và cái nghề này là cái nghề lên men tinh bột nhờ ánh nắng mặt trời, nên nó không có hóa chất. Làm tương thì là chủ yếu là làm bằng đỗ gạo nếp, đỗ xanh, đỗ tương và muối, chỉ có 3 thứ thôi, nước lã là 4 thứ. Thế và thành tương thì là thực phẩm dân tộc. Và con thấy là ở nhà mình còn được bày trí rất nhiều cây xanh và hoa, thì không biết là ai là nhà tôi là tác giả của cái chuyện này. Tất cả cây cối trong nhà thì đều trồng trên chậu cả. Cho nên khi mà có công có việc thì là dẹp chậu hoa đi. Cái trung tương này gửi ra chỗ khác là được một khoảng không gian rất rộng. Ở đây có 100 mét vuông sân và 300 mét vuông nhà quây lên một cái sân. Thế nên là kiến trúc thì từ trong ra ngoài là nó không có chỗ nào là trung tâm. Chỗ nào cũng có thể là rất là trung tâm. Thế cho nên là rất tiện dụng cho công việc cộng đồng. Vậy thì chú ơi cho con hỏi, đây có phải là khu nhà thờ chính và... Đây là nhà chính, dưới này là nhà khách, bên này là nhà ngày xưa ông nội tờ, bên này là nuôi một ông giáo. Thế khu bếp núc là ở nhà dưới. Thế và đến sau này thì cho ông chú cái đất dưới, thì đây trở thành bếp, ở đây thì những không gian độc lập cho con cháu gia đình ở. Dạ vâng, vậy chú ơi chú có thể cho con vào sâu bên trong khám phá một đi chút. Mời cháu vào trong nhà. Bên trong căn nhà thì con thấy là nhà mình sẽ sử dụng gỗ để bài trí là chính đúng không chú? Bên ngoài này là ba gian tâm linh, vẫn giữ được nguyên vẹn. Ở giữa là tục thờ tổ tiên và cha mẹ mình, thì để giữ ngôi nhà. Bên cạnh là thờ ông thần đất. Bên này là thờ bà cô Mãnh. Sau ông bố tôi cho ông chú cái thứ hai, cái bộ đồ thờ bên này. Thì dẹp cái bàn thờ ấy. Và mẹ tôi theo đạo Phật thì pho tượng này là hô thần nhập tượng, nên tôn giáo của người Việt là cái tôn giáo của người Việt là đạo Phật, nên nhà tôi toàn bộ theo đạo Phật. Thế nên là không gian tâm linh ở ngoài này là không ở được, chỉ ngồi chơi được, thì vẫn giữ nguyên được dáng vẻ công trình từ ngày đến nay. Thế trong nhà thì là làm theo lối nội tự ngoại khách, là ngoài thì ngồi chơi, trong thì thờ tự. Ngôi nhà này độc đáo, có một không có hai. Ở đây chỉ có một ngôi nhà có kiến trúc như thế, tức là cụ ngoại tôi, quan Á Trác tỉnh Quảng Bình, cụ Nguyễn Trọng Nguyên. Cụ là người làng này, nhưng cụ làm quan với nhà Nguyễn, rất thân với vua Tự Đức. Cả đời cụ làm quan với thiên hạ. Nhà Nguyễn không bổ quan lại gần, bổ rất xa để mà tránh cái chuyện con cháu lôi con cháu về làm cùng. Thế là cụ ngoại tôi thì sau khi thì cụ tôi là con rể, cụ tôi là cái quan cai quản cái nghề làm thuốc ở địa phương. Hai cái sắc phong còn giữ lại được đến bây giờ trong triều Tự Đức. Thế và cụ tôi làm ngôi nhà giống cụ, làm nội tự ngoại khách. Ngôi nhà này làm cao hơn. Ngôi nhà cụ thì sung công rồi. Sau đó
các cháu tôi nó mua được, thế nhưng mà nó sửa chữa do nó không biết cách, cho nên là đồ đạc mua về làm hỏng tất cả. Thế còn ở ngôi nhà này thì nó có một cái đặc biệt là vẫn có quạt điện, vẫn có vô tuyến, vẫn có mọi thứ. Vậy là nó không phải là cái bảo tàng khô khan về nó không là cái bảo tàng khô khan, mà nó vẫn có những hiện vật, nó mang tính dòng chảy liên tục của đời sống. Cho nên vào đến đây là có một không gian vô cùng ấm áp. Thế và giữa hiện đại và quá khứ nó đan cài vào nhau, nó làm thành một cái kiến trúc mà rất độc đáo, ở các nhà khác không có được. Đây là cái chủ quan của chúng tôi. Chú ơi, con nhìn thấy là đằng sau này có phải là những tấm hình của chú và cô không ạ? Hình ảnh này thì là do bạn bè chụp. Bên này nó đúng không chú? Bên này nó đúng không ạ? Do bạn bè chụp lại. Chú có thể dẫn con đi sang phía bên kia không? Đi sang bên này. Tôi tự học cái chữ này. Thế mà lúc bình sinh thì cũng viết được, viết đẹp. Thì bà cho rất nhiều chữ. Thế, bây giờ già rồi thì cũng ít viết. Trên này con thấy có một tấm hình của cô đúng không ạ? Thì ba hai cái chữ này là chữ Mạc Hương. Hai cái chữ này là chữ Mạc Hương, là chữ của anh. Anh Phạm, họa sĩ Phạm Minh Hải, anh ấy tặng tôi. Tôi là nhà văn, anh ấy muốn nói chữ mực thơm. Mạc Hương là mực thơm, là mùi thơm của mực. Ý muốn nói là mong là cái văn chương của tôi nó sẽ bay xa. Thế còn đây là hai đạo sắc của cụ tôi, tự đức ngũ niên, thất nguyệt, thất thập nhất nhị. Thế đây là ngũ thập, tự đức thập niên, tức là 10 năm. Cái này là tự đức 5 năm. Chú có thể viết tặng con một chữ gì đấy không ạ? Không biết được nữa. Ở đây không có mực đúng không? Không có mực, không còn nguyên tất cả, nhưng mà tay tôi đã yếu rồi. Chú ơi, ở đây con thấy có một bức hình là có vẻ như là cô đang làm tương đúng không ạ? Cái bức hình này là cái bức hình nguyên bản của cổng làng. Dạ. Cổng làng bây giờ là xây bao lại. Đã, cổng làng ngày xưa là nguyên sinh như thế này. Dạ. Bức này là tôi chụp bằng cái máy Pentax. Dạ. Bằng bức dưới này. Thế còn bức dưới này là do anh bạn chụp. Sau tôi in lại cái bút ký của anh bạn. Thì anh bạn anh mới thấy tôi, anh bảo là trông quen quen. Thế và về anh và tôi là chụp ảnh ông. Thế và đây là cái dấu vết của đôi câu đối năm bố tôi được 80 tuổi. Nhưng người làm tương thì ngày xưa là làm để bán, làm để sinh sống, cho nên là rất nhiều. Thế nên là nó bày bề viện ở trong nhà, nó như thế. Vậy thì nhà mình làm tương được khoảng bao nhiêu năm chú? Làm tương được 42 năm rồi. Bây giờ nhà mình còn làm được? Bây giờ vẫn làm để ăn thôi. Làm chứ để ăn, không bán không đáng kể. Bán không đáng kể. Thế còn đây là những bức liễn là khảm trai. Đây là những bài thơ của các cụ để lại mà chữ Thảo. Thế cho nên là đọc rất khó. Con cảm ơn chú rất là nhiều vì những chia sẻ vô cùng bổ ích vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, rất khó để có thể dùng từ ngữ nào lột tả hết được vẻ đẹp cổ kính của làng cổ Đường Lâm. Và nếu như bạn là người ưa khám phá nét đẹp xưa, muốn sống trọn vẹn trong hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình, thì chắc chắn một chuyến đi du lịch tới làng cổ Đường Lâm sẽ khiến bạn hài lòng. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.